Rồi, chào mừng cô chú anh chị mình lại tiếp tục quay trở lại với Hoa Lan Duy Phong Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu một cái đặc sản cô chú anh chị mình nha Ở một cái huyện của uh, thành phố Hồ Chí Minh Đó là huyện Hóc Môn cô chú anh chị Và một cái đặc sản nói đến của anh chị mình là quá quen rồi Là dòng lan có tên gọi là Kinh Hóc Môn mọi người ha Cô chú anh chị mình cùng em xem khuôn hoa nè Với phơm hoa là tất cả cánh hoa đều xoắn luôn Đó, Cái lưỡi gân thè ra phía trước cô chú anh chị mình nha Bên trong là màu trắng nè đó, cánh hoa sắn và nổi bật cho cái khuôn hoa là có đi một cái đường viền trắng ở bên ngoài của chú anh chị làm điểm nhấn cho khuôn hoa luôn dòng này của chú anh chị mình ha càng chăm là cây càng khủng nè vòi hoa dài và đặc biệt rất là bền hoa cho mình luôn với dòng kinh hóc môn này thường bên em bán cho cô chú anh chị mình là những cái chậu phi 12 đứng ngọn nhưng mà ngày hôm nay em vừa sưu tầm được một cái lô hàng thiết kế luôn vòi nụ luôn cô chú anh chị cho cô chú anh chị mình sưu tầm về chơi tết luôn cô chú anh chị ha đây với những cái chậu thiết kế kinh hóc môn nè cao to của với anh chị vòi nụ như thế này đây cây thì của chú anh chị mình thấy nó không lùm đó nhưng mà về mình chăm sẽ nhảy hơn tơ và cao to hơn nữa của anh chị mình nếu mà mình càng chăm về lâu về dài ha đó hàng vòi nụ với mức giá ba à, một chậu thiết kế như thế này của chú anh chị mình chỉ à, mua được là 260 trăm sáu trên một chậu là mình đã sở hữu ngay được một cái dòng đặc sản ở Nguyễn hóc môn rồi để mà sở hữu ngay được một cái dòng hoa đẹp nè hoa ấn tượng màu sắc đẹp thì cô chú anh chị mình nhanh tay để lại thông tin dưới phần bình luận dùm em. Bên em sẽ có nhân viên liên hệ chốt cho cô chú anh chị mình để sở hữu ngay những cái chậu thiết kế về chương tết mọi người ha.